Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 6 tháng 12, tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tiền Giang năm 2022 đã tổ chức hợp luyện thực binh, tình huống đánh địch du hồi đường sông trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đến dự có Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập. Tại buổi họp luyện, lực lượng khung tập đã thực binh tình huống với đề mục lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với lữ đoàn 962 quân khu 9 phục kích đánh địch du hồi đường sông và tiểu đoàn bộ binh 514 thuộc trung đoàn bộ binh 924 tập kích địch đổ bộ lên bờ. Phần thực binh được chia thành 2 phần và 7 giai đoạn. Phát biểu tại buổi họp luyện, Thiếu tướng Trương Minh Khải yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp tục điều chỉnh lại một số nội dung sát với tình huống, đồng thời tích cực luyện tập thuần thục, nhuần nhuyễn các động tác trong thực binh và phải tuyệt đối đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham gia thực binh.